mưa này hơi dơ, còn hơi kia không quá tay luôn. Đúng là giày mới có khác cả nhà. Nhìn trắng bóc. Xin mẫu đôi à, con này con gửi lại được. Không, đợi nha, để đợi chú được. Đợi đi làm cây cối. Dạ, con hợp cho cảm ơn. Anh Hiền với chú Đường đang cắt những phần cây nhỏ nhỏ bên dưới gì vậy cả nhà? À, vậy là anh Hiền lên mé trước dùm cho ba cái toàn cái cây nhỏ kế bên. Giờ ba có toàn xe lên cưa cái cây chết khô này trước. Từ từ nó bị chết khô cả nha. Này thì đang mé cái cây gì bên đó toàn không biết cái cây đó cây gì nữa. Lần đầu tiên mới thấy. Hôm nay ba có toàn sử dụng bộ móng mới leo lên nữa. Không biết vì sao mà nó chết ngang nửa cây này nha, ngang đâu đây nè. Nhà coi mà những cái nhánh khô bên trên nè, nó quơ quơ kìa, ghê đó. Ba cái đồng mỗi lần dâm một bước chân là nó sẽ quơ quơ lắc lắc hết trơn đó. Kiếm cái cây cắm lên cho ba con thấy chứ được. Ba cái đồng thì hỏi cái ống nước nằm chỗ nào. Cắm đầu giữa đống cây nữa. Nè nè, cắm cái này giữa đống cây á. Cái này đang méo một cây xà cừ và một cái cây gì á nè, còn không biết. Đây thì có cái đường ống nước nè, còn mới nhờ chú Đường cắm mấy cái cây lên ngay mấy cái đường ống nước này cho ba có toàn thấy để né. Ồ cái ổ kiến vàng kìa, bẻ nó xuống chú Đường ơi. Kìa bên kia kìa, nghe cái ổ xà cừ kìa, giục nó ra hàng rào đi để nó cắn. À giục ra hàng rào để nó leo mấy cây khác. À mối nó hà cát quá trời nhiều. Qua đây thì nó hơi chói nắng, mong cả nhà thông cảm, tại vì những cái phần nhánh phía bên đó đó
thì có nãy chỗ toàn đứng á, sáng nhưng mà nếu mà nhánh khô nó ve về bên đó còn không đứng đứng bệnh thành nó gãy bất tử rớt đầu. Này bên này hỏi giật dây cái có cọng dây qua đây được không để họ ta có toàn leo lên dễ. Nát vụn luôn rồi cả nhà ơi. Ba lần leo chậm không dám leo mạnh sợ nó gãy. Có mấy cái lằn cây cắm lên đó ba. Thì mình kêu lên Hiền mới giục cái sợi dây qua cho ba có toàn hồi leo lên đó. Cả nhà công nhận nó bay ra xa thì chứ đây.
bất thành rồi anh Hiền ơi. Hiền mới dùng cái sợi dây qua nãy nó dướng cái đầu dây lên trên kia lại nên nó mới dục xuống lại, nên nó mới rút dục lại. Bằng thổ là cái đất ba cát. Cái tay vịn á, đây hồi bám vô quăng nó ra sau lưng. Cây này là cái cắm cái đường ống nước đó cả nhà. Lưỡi cường thấy khá là lục rồi phải không bà? Dạ. Bà còn đang ngắm cái hướng để cưa cây. Lấy dây khác chứ được rồi. Để cột nguyên khúc kéo. Bây giờ ba có toàn leo xuống rồi. Hình như là cái cây này sẽ cắt nguyên gốc đó cả nhà. Chừa cái đường lại cho nó sống đó nha.
quá ghê. Xong một cây. Cái lúc mà trời mưa trời gió thì không làm được. Mà đi đám đi tiệc rồi kia, mà mình đi công chuyện gì mà không có đi cưa thì nó cái ngày đó nó lắp vô. Rồi quý ông bạn thông cảm vậy, hiểu được thì cảm ơn. Dạ dạ. Chào con mình. Trên núi khi không có đất sóng wifi được, không có tải clip lên được. Rồi cái bắt đầu như giờ đây là không có wifi nè. Dạ. Rồi không có đăng được. Rồi bắt đầu là nó về nó phải chỉnh sửa lại, nó lọc bớt cho những cái lời nói không hay trong đó, hoặc là cái chữ thề, hoặc là những cái cảnh gì ra không đẹp đó, thì có khi chắc bớt bỏ bớt. Chứ quay phim gì mấy đứa quay phim cũng cực lắm, như hồi xưa mấy ông chiến đấu hồi xưa mà quay có một đứa cái thước phim để cho người ta xem được là có khi hy sinh. Yeah. Yeah. Rồi cái đầu là bắt đầu là đồng nghiệp đó mới lấy cái khúc phim đó về. Yeah. Là cũng như mà cũng để tên nó lên, nhưng mà ta cũng buồn buồn lắm, tại đồng nghiệp mà đi chiến trường mà hồi xưa mà đánh giặc đó, bắn lộn cũng vậy, rồi ham là quay phim để chi đã cho ta xem, là mấy người quay phim cực khổ lắm chứ đâu qua sung sướng gì. Yeah. Cầm thì cũng mỏi tay mỗi chân, quay phim cầm chén thì họ cũng run tay ha. Yeah. Rồi nó không có gì, mình nếu mình thương ta là dễ lắm, bởi vì mình hay nói á, có câu nói là thương sao thương cả đường đi, mà ghét sao mà ghét cả tông chi họ hàng. Yeah. Cũng như vậy em nói thương thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái cao hòn, trái bột hòn thì cũng nó cũng méo nữa. Yeah. Là vậy đó, là thương là chỉnh chung quá. Có ra thì nói cho cắt luôn cái cây này cả nhà, cho đốn gốc luôn. Còn nãy toàn tưởng không có cắt gốc thì toàn tạm ngưng, giờ thấy cái gốc rồi quay tiếp tục nha cả nhà. Rồi, còn xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào video tiếp theo.